Sau một kỳ nghỉ Tết dài ngày đầy vui vẻ, hôm nay, ngày 18 tháng 2, đồng loạt các trường trung học cơ sở trong toàn huyện đã bước vào ngày học đầu tiên của năm mới. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo đã đến chứng kiến không khí ngày học đầu năm tại 23 trên 23 trường trong toàn huyện. Theo phản ánh của các đoàn, trong kỳ nghỉ Tết, toàn ngành giáo dục huyện không xảy ra trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nào vi phạm tham gia tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời, sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, đặc biệt là vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các trường trung học cơ sở đã bước vào ngày học đầu năm theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các hoạt động trở lại bình thường với khí thế sôi nổi, phấn khởi, hứa hẹn một năm mới với nhiều thắng lợi mới.